Xin chào chị em chú bác quan tâm kia qua tình hình nào. Hôm nay giới thiệu anh chị em chú bác mình một cái cặp cho nó là cực đẹp luôn em ha. Dung chan Fantasia anh em nha. Tuyệt đẹp ạ. Nó đẹp từ thiết kế của bộ vỏ cho tới cái dial bên trong anh em ha. Dial bên trong kết hợp giữa cọc la mã và lại kim rốn anh em, hay gọi là hai kim rưỡi anh em ha. Siêu đẹp luôn. Em đợi rất là lâu rồi mới về được một cái cặp dây suy của Nhật, cái chất lượng này để thay anh em ha. Dây không rin nhưng mà dây đảm bảo anh em mình, dây là tìm rất khó anh em nha. Riêng bộ dây đầu 17 này chuyên để gắn những cái mẫu phong tăng á, anh em mình đi săn thì nó luôn luôn nó phải tầm từ 150 trở lên với cái độ mới với cái độ xịn này anh em ha. Dây kỳ đà của Nhật. Dây này dây đợt lóc hao á, dây này hình như cũng dây kỳ đà phải. Dây này thì có thể là dây một loại da nó dập vân này, còn dây kỳ đà chắc chắn anh em nha. Đợt lóc hao hai dây quá đẹp luôn, để có thể gắn vô hai chiếc đồng hồ tuyệt vời anh em ha. Chiếc này thì dành cho nữ anh em nha. Hai chiếc này đều máy Nhật hết anh em á, nước vàng xuất sắc nên khiết. Chiếc này dành cho nữ nha. Chiếc này thì máy nam tay vừa tay nhỏ vẫn có thể đeo được ha. Chiếc này thì form unisex nha, nam nữ gì đeo cũng được ạ. Tại vì hai cái form này thì thiết kế nó quá giống nhau, em đã size cùng lúc luôn em á. Size này size 26 nha, size chiếc này là size 33 nha. Nói chung về độ đẹp nó xuất sắc, nước vàng nó thì cũng không thể chê vào đâu được anh em ha. Thực ra nếu mà em dịch đúng anh em nha, thì chiếc này hồi xưa thì sẽ là thiết kế cho khả năng là cho nam anh em nha. Nhưng mà giờ chắc là có thể là gọi là form unisex ha. Nam nữ có thể size chung được. Xuất sắc anh em ha. Cặp này thì giá 600 ngàn nha. Bộ dây xi của Nhật cũng đẹp nữa. Chúng nhìn cặp này nhìn từ góc nào cũng đẹp anh em á. Với thiết kế mà la mã phối với lại kim rốn thì đỉnh của đỉnh đó. Mà cái niềm khía con này thiết kế cực đẹp luôn nè. Ok, mới đẹp cũng không có nhiều cái để mình thuyết minh. Nhưng mà anh em yêu thích nhìn cái thích mẫu này thì liên hệ với em ha. Số điện thoại 0768662039 nha. Anh em mình kéo xuống phần bình luận xem thêm thông tin liên hệ cũng như cách thức mua bán bên em ha. Cảm ơn anh chị em mình rất nhiều ạ. Hẹn anh chị em mình ở cái clip tiếp theo ạ.